Hello, mình là Nam Ngôn. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đây là đồ chơi của cô Hưng luôn. Sẽ bóc tách ra coi là để build cái hồ này chúng ta cần trang thiết bị gì. 3 cái đèn, tí so 360x, trên thị trường giá niêm yết là 10.900.000. Wi-Fi của nó là 2.450.000, 38 triệu đây. 38 triệu đi. Con máy tàu sóng này là chắc là niềm hữu ước của rất là nhiều anh em cho cái biển. 10.800.000 một con. Là coi như 11 đi, thành 22. Rất là hiện đại, là không có nhúng cái dây nước, dây vô nước. À, hai máy tàu sóng này. Nó chỉnh áp. Nói chung đây là một cái trái tim mà không thể thiếu trong cái hồ. Đúng luôn rồi anh. Mà 48 triệu. Đây là một cái lò phản ứng Kenshi 27 triệu khoảng đó. 28, 27 triệu, 95. Đường ống này mình làm không hết là 7 triệu rồi. Là em tính là ống hồ rồi kệ luôn là 20 quá hả? À, khoảng tầm 20 đến 25 đó. Trước mình mua là hàng phân phối chính hãng Việt Nam là 32 triệu. 32 triệu, 102 với 104 là khoảng 206 triệu. Cái máy sắp về. Hello, mình là Nam Ngô các bạn. Ok, tiếp tục series ở Sài Gòn Mandarin Aquarium ha. Thì chúng ta sẽ nhờ Huân. Đây là cái hồ đẹp nhất ở shop để trang trí ha. Đây là đồ chơi của cô Huân luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhờ Huân chia sẻ, bóc tách ra coi là để build cái hồ này chúng ta cần những cái trang thiết bị gì. Ok, dạ. Ok. Rồi thì để build một cái hồ dài, cái hồ này thì mình giới thiệu sơ qua luôn. Cái hồ này có chiều dài là 1m2, rộng là 70, cao là 55. Thì cái hồ này thì như mình thấy thì nó sẽ đầu tư như thế này nè. Về phần ánh sáng là gồm 3 cái đèn Kiso 360x. Thì con này về thông số kỹ thuật thì nó đánh được tối đa maximum là 60 xăng vuông. Mà do tại cái hồ mình tới rộng tới 70 lần, thành ra mình sử dụng 3 con để nó phủ đủ. Rồi thì con kia sò này thì nó tích hợp, bản thân nó không tích hợp wifi, wifi mình phải mua rời, thì nó sẽ có một cái wifi riêng. Thì con này đây, cái wifi của nó đây, thì một wifi nó thể chạy rất nhiều đèn, chạy từ 2 đèn 3 1 đèn trở lên ha. Thì nó sẽ những cái con đèn này kết nối với một cái dây cáp. Đây là cáp của nó, thì sẽ kết nối chung nha, để chạy được một wifi. Thằng đèn này thì nó khá rườm rà. Cái này nó theo bộ hay là nó bán từng cái riêng rồi tùy cái hộ mình mà mình. Dạ, cái này thì bán riêng đó, ví dụ từng đèn riêng. Rồi phụ kiện nó bán riêng luôn, wifi bán riêng. Và nó có chân đèn hãng nữa, mà do tại mình không phù hợp để set up cái chân đèn hãng, thành ra mình sử dụng một cái thanh nhôm định hình cố định để treo được 3-4 đèn ha. Về bằng ánh sáng là nó tổng quát nó như vậy. Như cây đèn này nhiêu cây em? Nếu cây đèn này thì hiện tại trên thị trường giá niêm yết là 10.900.000 một cây đèn. Wi-Fi của nó là 2.450.000. Những dây cáp nối với nhau á là 550.000 một dây. Thì đó thì tạm tính thì một con như vậy nó khoảng rơi vào khoảng tầm 12.500.000. 12.500.000 mà 3 con. Đúng rồi. 3 con là bao nhiêu? 3.750.000. Ê, 37 triệu. 38 triệu đi. 38 triệu đi. Ok. Đó là trước mắt chúng ta nói về đèn. Rồi về hồ. Thì cái này thì cái hồ này thì mình sử dụng hai cái máy tạo sóng. Đây là máy tạo sóng Vortex MB40. Con máy tạo sóng này là chắc là niềm hữu ước của rất là nhiều anh em cho cái biển. Mà hiện tại dòng cao cấp nhất trên thị trường. Thì con này sử dụng cái app Mobius của Mỹ phát triển để mà sử dụng ha. Thì con này thì hiện tại thì anh có cần biết giá hay không? Đúng rồi, phải biết giá luôn để coi anh đủ tiền để dành tiền tiêu cái hồ coi. Thì con này hiện tại là giá em biết là 10.800.000 một con. Mình sử dụng 2 con. Rồi. Là coi như 11 đi, thành 22. Cái máy tạo sóng này các bạn là nó không có gọi là bắt gì vô cái hồ á ha, nó chỉ gồm 2 cục. Và phía đây là quay cái tàu sống đó, bữa trước bị rời vỡ mất cái cục ngoài dán đó, thì nó chạy ngoài nha, nó dùng từ thôi chứ nó không có phải dây điện ở trong dùng từ hai cục hít nha. Đúng rồi, nó dùng từ để chạy nên ra nó rất là hiện đại, là không có nhúng cái dây nước dây vô nước. Nó an toàn tuyệt đối á. Hàng chi là nó mắc. Nó mắc ở đây là cái chức năng của nó cũng như là cái sự an toàn của nó. Đúng rồi, thằng này thì nó sử dụng app Mobius thì thằng này rất là hay nha, nói chung là nó chỉnh rất nhiều, nó set up được coi như là gần như là ngoài biển luôn. Tạo sóng mình nó muốn chạy như thế nào, chạy trời hỗn loạn, chạy tạo sóng rồi chạy thổi luồng, và nó tự chuyển chế độ luôn. Có nghĩa là nó tự chuyển chế độ theo thời gian mình set up ha. Nó cũng y cây đèn rồi đó, nó cũng set up được.
dòng chảy thấp, dòng chảy mạnh theo thời gian, ví dụ thời gian nào phải chảy như thế nào, chẳng hạn ban đêm thì nó tự nó điều chỉnh, về mình set up cho nó tự điều chỉnh, phải chảy nhẹ lại để mà cho san hô cá nó khỏi stress ban đêm, nó cái dòng chảy nó yếu đi. Thì đó có nghĩa là cái này nó rất là hiện đại ha các bạn ha, có nghĩa là cái sóng á, chúng ta không phải là nó đi một chiều đâu, nó không đi một chiều hoài, mà nó có một cái gọi là một cái lộ trình đâu, mà đúng, nó rất là nhiều lộ trình ha, có lúc là nó chạy hỗn loạn, đúng rồi, có lúc nó đi chiều này, có lúc nó đi chiều kia, đó, rất là hay. Thì cái này nó có bảng điều khiển gì ở đây không em? Đây thì đây là hai cái bảng của nó, hai máy tàu sóng đây, nó chỉnh áp và chỉnh tay và chỉnh tay ha. Nếu mà mình áp mình có vấn đề bị lỗi này kia, mình sẽ chỉnh trên tay setup nhân trên cái bảng điều khiển ha, thì nó cũng làm cho mình để mình tiện lợi cho mình. Thì có nghĩa là nhiều nhiều khi các bạn coi clip hoặc là bản thân mình đi thì nhìn đây cứ hình dung đây là giống như hai cái quạt hai cái quạt để quay và tạo sóng thôi, nhưng mà thật ra nó rất là hiện đại luôn, nó có thể mô phỏng tùy cái thời gian, các bạn biết là cái gì ta gọi là thủy chiều lên xuống, đúng ha rồi, đúng rồi. Thủy chiều lên xuống là nước nó cái dòng chảy rồi cái lưu lượng, tất cả mọi cái là nó đều khác theo từng thời điểm hết. Thì những cái máy tạo sóng này là nó có chức năng là nó sẽ mô phỏng y như ngoài tự nhiên luôn. Thì cái giá trị, cái mắc tiền của nó là nó nằm ở chỗ đó đó, chứ không phải là đơn giản là mấy cái cánh quạt cứ quay tới quay lui đâu. Dạ, đúng rồi, nói chung là một trong những cái dòng thông minh nhất hiện tại, thông đó, minh đó. Dạ, chỉnh qua app rồi luôn. Dạ, rồi đó, okay, là dòng chảy ha. Và cái mà gọi là như mình gọi là trái tim của cái hồ á thì có máy skimmer. Skimmer. Đúng rồi, skimmer của mình thì mình đang sử dụng cái skimmer của Đức ha. Con này là con Bubble King, dòng skimmer cao cấp nhất hiện tại luôn. Nó con này con Super Marine 200. Đây cái đây là cái nắp của nó. Đây, Super Marine 200. Cái này là nó sẽ đánh đánh bọt. Đúng rồi, là một cái hãng của Đức rất là lâu đời rồi ha. Hãng này là quá nổi tiếng, anh 1996, em chơi 1966 hả? 1966 1986 thì một cái hãng này hầu như là anh em chơi cá biển thì sẽ biết được cái hãng này. Cái hãng này nói chung là cao cấp nhất hiện tại. Đây nè, này là nó đang xoay để nó đánh cái bọt lên đúng không? Đúng rồi anh, thì nó sẽ hút nước và nó trộn không khí vô đánh bọt lên. Thì trong cái bọt này là chứa những cái chất dơ tạp chất. Đúng rồi, nó sẽ khi bong bóng bọt nó nổ ra thì nó sẽ đẩy lên những cái protein dư thừa trong nước ra. Mình gọi là protein, thành ra cái máy của nó mới tên là protein skimmer là vậy. Cho nên là những cái tạp chất, cái chất dơ rồi protein dư thừa đó nó làm cho cái bọt của mình nó bị cái màu dơ đúng không? Đúng rồi anh. Đó. Cái màu nó sẽ màu đen đen á. Rồi cái máy lọc. Bộ lọc nó thì cái này quan trọng nhất ha. Rồi mình có sử dụng đây, mình có sử dụng một cái lò khử nộ 3B4 của Fauna Marine. Anh có hỏi thêm về cái skimmer không? Có. Thì cái này giá trị đồ này nọ nè, để nói chung đây là một cái trái tim mà không thể thiếu trong cái hồ. Đúng luôn rồi anh. Thì con skimmer này thì nếu mà mình mua thời điểm đó chắc là nó phải giờ nó sẽ mắc hơn nha. Thời điểm đó mình mua con này là 48 triệu. Mua nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam. Mà 48 triệu. Với lại cái máy kia là máy của là Fauna Marine, cái máy đảo hạn khử NB. Chức năng của nó là khử NB. Đúng rồi, khử NB nghĩa là khử nitrat và phosphat. Là cái đó nó có sẵn trong nước hay là? Dạ không, cái này là mình bỏ cái vật liệu vô, nó có một cái dạng vật liệu để khử. Cái hạt khử mình gọi hạt khử NB. Nếu mà không khử cái chất đó thì nó bị dẫn đến tình trạng gì? Thì nếu mà mình NB nitrat và phosphat ở trong hồ mình cao quá, chẳng hạn như là nitrat chính là chất độc thì môi trường độc hại thì cá và san hô nó đều chết, còn phosphat cao quá thì mình giải thích sâu thêm ha. Phosphat cao á thì sao là nghe hồ mình sẽ rong rêu nhiều. Thành phần chính tạo nên rong rêu. Thì rong rêu nhiều thì tất nhiên là vi tảo nhiều nó sẽ phủ lên san hô chết, và hai á là tảo nhiều ở trong nước thì nó sẽ phủ lên san hô. Là sao? Vì san hô bản thân của nó đó thì nó sống nhờ tảo cộng sinh. Vì mình thấy những cái này thịt như thế này nhưng mà đó là tảo cộng sinh thôi, để nó tạo được cái mạo san hô thôi. Nó thì tảo cộng sinh nó quang hợp,
nhưng mà khi mà rong rêu nhiều quá, vi tạo nhiều quá là nó sẽ phủ đi và nó sẽ cạnh tranh luôn thức ăn của san hô, và san hô từ đó là không quan hợp được và chết. Sorry cho anh nhắc cái em nói những cái rau xúc tu này nó đung đưa này, đó là tảo cộng sinh hả? Dạ đúng, là màu sắc của nó là tính là tảo cộng sinh thì nó tảo cộng sinh đó nó mới quan hợp, nó mới tạo ra màu sắc và tạo ra những cái dinh dưỡng á để mà giúp con san hô bảo vệ cái thịt và cái xương của nó. Có nghĩa là cái con san hô là nó giống như cái lớp thịt, nó cái, là, cái đáy thôi. Đúng rồi, bề còn ngoài, những cái râu ria này bề là... ngoài của nó là tảo cộng sinh phủ lên đó. Anh cứ tưởng là cái này là con san hô luôn, không phải. Nó là san hô nhưng mà ý là sâu hơn á. Sâu hơn á hả? Sâu hơn của nó. Giải thích theo mà sao hơn nó là tại sao mà phốt phát ở trong nước mà nó cao lên á thì san hô nó lại chết đi đó, tại nó sống bằng tảo cộng sinh mà quân hợp mà rêu rong nó lên nhiều quá, vi tảo nhiều quá nó ăn hết và nó che phủ ấy, thì mấy con nó không quân hợp được, bắt đầu những cái thịt nó sẽ bong đi chết đi. Coi con Nemo nó chui vô cái bụi này thấy ghét không, nó ngủ quá. Khi mà mình cho tay vô nước mình đụng những cái râu này nó cũng mềm hả ta, hay nó cứng ta? Đúng rồi, cái này nó mềm đó, cái này mềm. Mình nó có phản ứng tự nhiên á, mình thò vô nó sẽ thụt lại hoặc là nó chết vậy thôi. Hay lúc cho ăn nó cũng sẽ thụt lại thì đó là nó tắt thức ăn. Ok, mình quay lại cái chỗ này đi. Cái hộp lọc, cái gì steamer với lại cái máy khử gì NB. NB đúng anh. Thì nguyên cái bộ này là bao nhiêu tiền em? Thì giờ mình tính sơ ha. Thì trước mình mua con này là 48 triệu. Cái máy khử NB của Fauna cái đó thì cũng không nhớ chính xác nhiều, là khoảng tầm 4 triệu rưỡi 5 triệu. 5 triệu đi, 48 53. Với lại một cái máy bơm, đây mình sử dụng máy bơm Mantic 12.000 thì cái đó là 3 triệu 2. Với đó thì cơ bản là lọc như vậy. Rồi với lại ở bên đây mình có sử dụng một cái bình. Ủa còn cái này nữa. Cái sum nhựa hả? Cái sum nhựa trước em mình mua đặt hàng bên Ripzone á thì cái này 2 năm rưỡi trước rồi, thì cái này trước mình mua là 12 triệu 500 ngàn. 12 triệu. Hồi nãy là 56 với 12 là 68. 68 cũ rồi, là riêng cái hệ thống lọc thôi ha các bạn ha. Cái bình bên kia là có một cái máy, gọi là máy, đây là một cái lò phản ứng canxi. Lò phản ứng tạo canxi, cung cấp canxi vô trong nước ha, với magie cái hát vô trong nước. Thì cái này là của Vertex sản xuất, và Vertex này là của Đức ha. Cái canxi này nó cung cấp cái canxi vô trong nước hả? Là nó là cũng cung cấp cho san hô và cá. Đúng rồi, không, nó là nó đảm bảo về nồng độ kiềm ở trong nước của mình, là có nghĩa là cho chung cho cá, san hô, cá và những cái con sinh vật khác nữa. Ví dụ chẳng hạn ốc, hay là những con sâu biển, hay là những con giáp xác nhỏ, những phù du bọt biển. Nói chung thấy vậy thôi, nhưng mà trong hồ rất nhiều sinh vật ha. Nhỏ quá mắt thường mình không nhìn thấy được đúng không? Dạ đúng rồi. Thì nó cung cấp chung, còn riêng cái phần mà những cái thằng san hô có xương á thì nó sẽ cung cấp canxi. Tạo nên canxi carbonate để những con có xương nó giữ, đảm bảo là khung xương của nó sống. Đầu tiên nó sống, sau đó nó sẽ phát triển khung xương. Đó là cung cấp canxi. Thì con này thì trước mình mua cái này thì một cái hệ thống như vậy là khoảng tầm 27 triệu khoảng đó. 27 triệu. Đúng rồi. 27 triệu. Hồi nãy là 68 đúng không? 68 27 triệu 95. 95. Ở đây tại vì ở shop thì sử dụng cái máy lạnh để mà làm lạnh nguyên cái phòng này luôn, để phục vụ cho tất cả những cái hồ cá trong này. Thì thí dụ như mà bây giờ người ta chơi có một hồ, người ta phải gắn một cái chiller riêng. Thì đối với cái hồ này thì cái chiller nó khoảng bao nhiêu tiền em? Chiller thì giờ nếu cái này phù hợp thì mình xài một con chiller HS90E. Nói chung con đó cũng là rất là phổ biến, xài cũng ok. Thì con đó ở thị trường đang bán là 9 triệu. 9 triệu. 95 là 104. 104 triệu, còn thiếu gì nữa không ta? Ê, 104 là nãy giờ mình đang nói lọc thôi, chưa có tính cái đèn. Cái đèn nãy mình tính là nhiêu quên rồi? 38. 38 triệu là 3 cây á hả? Đúng rồi. 38 nè. Rồi cái này nữa nè. Rồi. 22 con 20, 22, 2 con 22. 22 với 38 là vừa đúng 60 củ. 22, 38 đúng không? 60. Bởi gì nữa ta?
Với nếu mà mình muốn làm một cái setup một cái hộ như vậy thì nó phải rơi vào khoảng 20 triệu nữa một cái set như vậy. À, cái phần mềm á hả? Không, không phải phần mềm mà phần hộ kính chân hồ tủ. Kính, à, hộ kính chân tủ. Đây là đường ống Sanken cao cấp nè. À. Đường ống này mình làm không hết là 7 triệu rồi. Là em tính là ống hồ rồi kệ luôn là 20 quá hả? À, khoảng tầm 20 đến 25 đó. À, cho 25 đi, cho dư giả 25 với lại 60 là 85, 85 với lại 104 triệu. Ở đây với lại một cái máy nữa thì máy này mình nói chung là làm phụ kiện chơi, mình chưa có can thiệp nhiều. Cái này là cái máy Profulux, thì nếu mà cái máy này anh mua mới thì nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 32 triệu. Máy này chức năng là gì em? Cái máy này là máy đo test những cái thông số cơ bản trong nước. Thì nó bao gồm là pH nè, độ mặn nè, lượng oxy hòa tan nè, nhiệt độ nè. Với lại một cái thông số khác nữa, 5 thông số. Thì máy này nhiêu tiền em? Cái máy này trước mình mua là hàng phân phối chính hãng Việt Nam là 32 triệu. 32 triệu. Một cái máy này là nó sẽ đưa ra những cái thông số đo về nước rồi này nọ. Dạ, đúng rồi, nó và sẽ... cái này nếu này là có báo về điện thoại luôn đúng không? Đúng rồi. Là kiểm tra hàng ngày luôn. Thì như Huân có chia sẻ đây cái phong cách chơi của hiện đại, nó gọi là sử dụng rất là nhiều máy móc hiện đại tối tân và sẽ rất là thông minh ha, sẽ đưa ra những cái chỉ số nước, những cái thay đổi, những cái biến động để cho người chơi người ta nắm bắt kịp thời để có thể điều chỉnh một cách tốt nhất. Dạ, đúng rồi. Thì cái máy này không là 32 triệu này nọ, hồ chân ống dây điện các thứ thì 30 triệu nữa là 62 triệu, 62 triệu đèn với lại cái này là 60 triệu nữa là tính tiền lát rối luôn. 102 triệu, 102 triệu với cái vàng, cái gọi là trái tim á, hệ thống lọc đồ này nọ, chiller rồi steamer đồ này nọ là 104, 102 với 104 là khoảng 206 triệu á. Dạ đúng rồi, cái hồ này mình build lúc trước là nói chung là cũng có nhiều cái là do tại tiệm mà nó sẽ có giá của tiệm ha, thì khoảng tầm một trên vào khoảng 180 triệu đó. À có nghĩa là giá giống như mình thì mình đại lý mà mình giá sỉ mà cho nên là nọ hơn không thì nói chung là đâu đó nó tầm tầm khoảng 200 củ các bạn là các bạn sẽ build được một cái hồ với những cái trang thiết bị gọi là hiện đại nhất, hiện đại nhất hiện nay, tiện lợi nhất cho người chơi, chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất cho những cái sinh vật cảnh ở trong hồ đó. Là báo giá sơ sơ với các bạn là như vậy ha, nhưng mà nó rất là đẹp luôn, nó rất là hiện đại luôn. Cái cộng đồng ở trong này nè em, cộng đồng sống trong này nè, mình có cái những cái lưu ý gì, có nghĩa là có những con nào mà nó hung dữ, nó đánh nhau hoặc là san hô, có những con nào mà nó không có phù hợp sống chung với nhau hay không? Dạ, có anh. Thì bản thân san hô nó là động vật và nó cạnh tranh. Tất cả luôn, nói chung tất cả loại luôn nó sẽ cạnh tranh nhau, thậm chí những con cùng loài nó cũng cạnh tranh. Nhưng mà mình có thể đặt gần nó. Chẳng hạn như là bên mình có set up những con sọ màu hồng chẳng hạn đi hay màu đỏ đi, thì những con này mình thấy có nghĩa là nó đồng loại thì nó có cạnh tranh nha, nhưng mà mức độ nó không đánh nhau đến chết thôi, thì mình set up gần với nhau. Là những con đây là những san hô diêm chẳng hạn đi thì nó cũng là đồng loại, thì đó mình sẽ set up gần nhau. Còn những con đặc biệt là những con khác loại mình nên để xa nhau, không để chạm nhau vì nó thể đánh đến có thể chết luôn. Đó. Nếu mà san hô đánh nhau thì đánh nhau kiểu gì ra? Thì cái này nó sẽ có dạng như là xúc tu của nó có độc. Thì xúc tu có độc. Đúng rồi, xúc tu của nó có nghĩa là độc đây, độc với những con san hô khác thôi, còn bản thân của mình chưa thấy là với người nha. Thì nó sẽ phóng cái xúc tu nó rất là dài ra, chích san hô kia, san hô khác của nó. Mà con nào mạnh hơn thì nó sẽ đánh con yếu hơn, và nó sẽ có một cái danh sách gọi là xếp tặng con hung dữ đến con hung dữ ít hơn rồi thấp hơn. Ví dụ chẳng hạn như là trong san hô thì mình biết những con thường á là diêm, búa, dẹp chẳng hạn đi, thì mè chẳng hạn đi thì nó sẽ xếp như thế này nè, con mè là con dữ nhất nè, rồi tới con diêm, rồi tới con búa, đó, rồi tới con dẹp, rồi tới con sọ, thì đó thì nó là cái một cái cách người ta sắp xếp những con san hô theo mức độ hung dữ. Có nghĩa là nước ngoài nó phát triển tới nó phân từng cái loài san hô có đặc tính nào, đặc tính nào là nó liệt kê ra rõ hết luôn. Dạ đúng rồi, có nghĩa là nó sẽ thông báo cho mình là con san hô này là mức độ hung dữ là mấy, cấp độ nào, và con này đặt được chỗ nào. Đó, thì đó.
Là mấy cái này là em đam mê, tự em mày mò tìm hiểu, em đọc ha. Dạ đúng rồi, vì cái này mình thứ nhất là đầu tiên là sở thích. Đó, thứ hai á, là mình cũng là phục vụ khách hàng ha. Thì tất nhiên là mình sẽ tư vấn thêm những cái đó là gọi là những cái hiểu biết hơn người khác. Mà cái này mê mà phải nghiền ngẫm nó mới nhớ vô đầu mình được, chứ còn ví dụ như phát cho anh cuốn tài liệu mà anh đọc qua một hai lần chắc đời nào nhớ nổi. Thì cái mình này phải tương tác làm việc với nó mình mới hiểu được chứ. Cái này cũng như là nó thuộc về ăn vô máu rồi. Ăn vô máu rồi. Vậy máu giờ chắc cũng mặn lắm, nước biển không à? Chắc vậy. Do tại uống nước biển hơi nhiều đó. Còn cái nước trong này là cứ khoảng 10 ngày là em thay 10%. Dạ đúng rồi. Lại. Dạ thì bên mình sử dụng có hai cái dạng, có hai cái trường phái chơi nha. Một là sử dụng nước biển tự nhiên và hai sử dụng muối pha nhân tạo. Thì nó có ưu nhược điểm riêng của nó chứ không phải cái nào cũng là tốt, cái này cũng là xấu hết. Nhưng mà theo mình á thì cái muối pha nhân tạo nó được cộng đồng cả thế giới người ta chơi rồi, người ta công nhận rồi. Thì tất nhiên là nó ưu điểm nó phải là vượt trội hơn, ưu việt hơn những cái nước biển tự nhiên. Mình phải phân tích sâu hơn vì nước biển nhân tạo thì được sản xuất và được công nhận về những cái thành phần cũng như những chỉ số liên quan độ mặn của nó, hay là những cái thành phần vi lượng canxi, magie, sinh vật phù du rồi trong đó này nọ ha. Không có sinh vật phù du, anh chỉ có là có hai, thứ nhất là về độ mặn, công thức để pha, và thứ ba là đa vi lượng. Cái đó để chuyên sâu hơn những anh em chơi sẽ hiểu rõ hơn là những cái đó là những cái cung cấp cần thiết cho nước mặn để cho san hô nó sống, cá nó sống. Là mình đang nói nước biển tự nhiên đó là muối. Muối. Còn nói chung là nó chính xác, thông số chính xác luôn. Không phải nghĩ gì cả, mình cứ xài đúng theo công thức hãng nó đưa ra cho mình xài. Còn nước biển tự nhiên thì nó có mình phân tích về ưu điểm của nó, về giá thành là nó rẻ. Thứ hai á là nước biển tự nhiên á thì nó theo những người chơi, người ta nó bảo là bỏ những nước biển tự nhiên vô thì có vi sinh trong đó và nó có những cái vi lượng mà ở trong muối không có, thì cái đó mình cũng tạm chấp nhận được nhưng chưa chứng minh. Thì nước biển tự nhiên thì có ưu điểm là giá thành rẻ, mình thấy cái đó là rõ ràng nhất. Còn mấy cái kia thì không có chứng minh được. Nhược điểm của nước biển tự nhiên có thể là vì tự nhiên mà mình đâu kiểm soát được, bữa nay độ mặn khác, ngày mai độ mặn khác, vi lượng nó khác, ô nhiễm khác. Nhất là ô nhiễm mình ngại nhất là vấn đề về ô nhiễm vì nước biển tự nhiên được khai thác chủ yếu là gần bờ. Dù có xa bờ đi nữa nhưng mà cũng vẫn là gần những cái cửa này, nó xui chúng cửa sông này kia, nó thải ra những cái chất thải công nghiệp á. Thì bắt đầu là nước biển bị ô nhiễm, mình ngán nhất là ô nhiễm thôi. Thì nó nhiễm kim loại hay là chất độc này kia đó, mình nuôi cá thì nó sẽ bị chết. Thứ hai á, về độ mặn có thể nó không đạt. Thứ ba á, là nước biển tự nhiên thì nó cái kiểu như là mình nghĩ nó dành cho những cửa hàng hải sản nó phù hợp hơn vì nó sẽ giữ con sinh vật mình trong ngắn hạn. Thì nên thành ra mình vẫn chuộng nước muối pha nhân tạo, không phải vì mình bán cái đó mà bản thân mình nếu mà mình kinh doanh thì mình cũng chọn nước biển tự nhiên, nhưng mà mấy năm nay khoảng tầm 4 đến 5 năm nay mình đã bỏ luôn, nó không sử dụng nước biển nhiên và mình sử dụng 100% muối pha nhân tạo để đảm bảo những sinh vật của mình nó sống khỏe mạnh. Mình không muốn rủi ro cho hồ của mình vậy thôi. Nó không chứa nước biển tự nhiên. Nước biển tự nhiên các bạn thì nó giống như Huân vừa chia sẻ mà chắc mọi người cũng sẽ dễ dàng bắt gặp thôi. Nó rất là ô nhiễm ha. Thì nói chung cái ý thức mà xả rác thì nó còn rất là chưa có được tốt. Đó thì rõ ràng nếu mà chúng ta ở đây đi cái biển mà thường xuyên nhất là đi biển Vũng Tàu, chúng ta thấy là coi như là rác đến tà le không e luôn. Và mình bị mấy lần rồi, có nghĩa là tắm biển mà mấy cái vệt loang dầu á, dầu quả đó ở ngoài đánh vô á, nhỏ nhỏ nè, trời ơi, anh tắm về cái áo anh nó đớm luôn. Lúc đầu không biết là gì, sau đó mới biết là những cái dầu quả nó lan. Cho nên là cái tình trạng mà nước biển tự nhiên nó ô nhiễm á thì thực tế là nó có ha, và nó không ổn định. Nhưng mà cho anh hỏi cái nước biển tự nhiên, ví dụ như mình lấy về là đổ trực tiếp vô mình xài luôn hả, hay có qua quá trình xử lý hay gì không? Thì nước biển tự nhiên thì nhiều anh em xài thì nói chung là nhà cung cấp người ta cũng sẽ thông báo nước biển tự nhiên sẽ được lọc qua cái này cái kia, chẳng hạn đi làm sạch bụi cặn hay là rong biển hay là những rác thải ha. Rồi một số anh sử dụng mà gọi là chơi mà nước biển lâu đời á
cái đó gọi là cũng chuyên nghiệp chứ không phải là không phải không chuyên nghiệp mà chơi đó. Nghĩ là kinh phí sẽ nhiều vì thứ nhất người ta sẽ dùng bồn chứa, người ta chứa sau đó người ta chạy lọc, sau đó người ta sử dụng than hoạt tính cao cấp, người ta lọc nước biển thì cái đó sẽ xử lý luôn nước biển, giúp mình nước biển rất là sạch ha. Và hai người ta sẽ về, ví dụ thiếu đồ mặn thì ta mua muối pha chuyên dụng, người ta tăng đồ mặn lên thì đó là một cách chơi nước biển hiệu quả. Nhưng mà mình nghĩ về chi phí vận hành cũng như là sự cầu kỳ rồi mất thời gian rồi không có không gian nữa, và nói chung là bất tiện, thì mình cứ sử dụng muối pha nhân tạo là hợp lý nhất. Cái đó là mình dành cho những người nào mà có hứng thú với lại nước biển. Đúng rồi, những muốn người tìm hiểu chuyên sâu, ta muốn trải nghiệm. Người ta tin tưởng vào nước biển thì người ta sử dụng những cái phương pháp là gọi là sẽ làm sạch nước biển trước khi sử dụng. Còn như anh em newbie mà vô mà kêu chứa than hoạt tính chắc bỏ luôn, vừa nghe cái chạy luôn khó quá. Vì chi phí nó đâu có rẻ, vì chi phí nó cũng sẽ lên cao. Đó, vì giờ chứa rồi chạy lọc rồi sử dụng than hoạt tính thì nó chi phí nó sẽ cao. Hồi xưa mình cũng có làm nhà hàng hải sản, các bạn cũng có đi mua nước biển, mua dưới Cần Giờ lên, mua nước biển Cần Giờ mà nói chung cũng cực khổ, đủ thứ vấn đề hết trơn á. Dạ thì nói chung là muối pha là tiện lợi nhất, nó về ưu điểm là nó ưu việt hết luôn á. Cái muối pha này là người ta cũng khai thác từ muối biển mình lên có hai công ty, có nghĩa hai dạng, chúng hai công ty mà hai dạng sản xuất muối biển, muối pha nhân tạo cho, sử dụng cho hồ san hô cái biển. Một là sử dụng nước biển tự nhiên và sau đó người ta sử dụng công nghệ, người ta thêm chất này chất kia vô cho đầy đủ. Và hai người ta sử dụng muối gọi là muối dược liệu, là muối nhân tạo đó. Thì hiện tại là Resi, mình giới thiệu sơ luôn, Resi là hãng sử dụng muối tự nhiên đó. Thành ra muối tự nhiên có ưu điểm muối tự nhiên, như mình nói là sẽ có những cái vi chất khác mà trong muối nhân tạo không có, nhưng mà độ sạch nó không bằng. Còn muối dược liệu thì tất nhiên là nó kiểm soát hoàn toàn rồi, thì nó sẽ sạch và như chung mình kiểm soát được chất đó, thì cái đó là tùy. Nhưng mà muối Rossi vẫn là muối rất là tốt. Có nghĩa là giờ trước mắt là có tạm thời có ba dạng đi, nước biển tự nhiên, muối thì có muối tự nhiên và muối nhân tạo. Thì ở góc độ của Hưng thì Hưng tin dùng cái sản phẩm nào nhất? Nếu mà giờ thì mình chỉ có bên mình shop mình sử dụng, và mình cũng chỉ có sử dụng muối pha nhân tạo thôi. Muối pha nhân tạo, nhưng mà gốc là gốc tự nhiên hay là gốc muối thảo dược? Muối mình sử dụng cả hai cái luôn, vì cả hai cái đều chất lượng cao ấy. Rồi mình quá trình mình sử dụng mình có thấy cái ưu cái nhược của từng, tất nhiên là ở đây mình không có xài nước biển tự nhiên rồi, mình bỏ nó qua một bên luôn, nói về muối thôi, muối biển tự nhiên và muối thảo dược hả? Dược liệu. Muối dược liệu á, thì quá trình sử dụng thì Huân thấy cái loại nào nó có cái ưu cái khuyết nào? Thì muối pha mà muối từ dược liệu á, muối sản xuất dược liệu á của Đức nó sản xuất á, thì nó Đức nó thường sản xuất cái loại đó, thì nó về ưu điểm của nó là có nghĩa những cái thành phần á, những cái chất ở trong đó thì nó hầu như là nó kiểm soát hoàn toàn luôn, và nó sạch sẽ, nó sạch hơn. Còn cái muối mà sản xuất từ nước biển như Resi nó làm á, nước biển Resi cũng rất là sạch, nó sản xuất muối, nhưng mà nó tất nhiên là sản xuất từ nước biển thì nó sẽ không được sạch lắm, nói chung là vẫn sạch nhưng mà không tuyệt đối. Không tuyệt đối. Thứ hai á là, nhưng mà cái ưu điểm của nó là nó có vi chất nhiều hơn. Vi chất nhiều hơn là những cái kia, và mỗi thằng hãng nó sản xuất thì nó công nghệ của nó, mình cái này mình không có đánh giá, gọi là mình chỉ đánh giá chung là nó đều tốt chứ không mình không có đánh giá phân biệt được. Mình không phải chuyên gia để đi sâu là, nhưng mà nói chung là cả tổng hai thể đều là đều ok hết, xài tốt. Chứ cho anh hỏi cái bây giờ mình lấy nước thường mình chơi muối hộ mình pha vô có thành nước biển được không ta? Tất nhiên là thành nước biển, vì nước biển là có độ mặn nước biển rồi. Nhưng mà ý là đây á, mình nuôi cá với nuôi san hô á, thì nói chung chỉ có một phương pháp thôi để pha nước biển nhân tạo thôi, đó là pha nước RO và muối, đó là hãng nó khuyến cáo để sao này. Nước RO á thì tất nhiên không có gì trong đó rồi. Không có kim loại nặng, không có clo, không có này kia như nước máy, không có chất độc như nước máy, thì những cái thành phần, những thông số mà hãng đưa ra thì nó đúng luôn với cái thùng muối đó, là mình bỏ trong nước trong hồ của mình đó, thì nó đảm bảo cho mình môi trường sạch sẽ, không có bị tạp chất này tạp chất kia hay là biến đổi tính chất của muối. Thì muối đó là muối tốt, xài tốt. Còn nếu mà muối cũng là muối đó, nhưng mà pha với nước máy là khác, nó không thể là tốt được, vì thứ nhất nước máy là có thể có clo, dù anh sử dụng bất kỳ phương pháp nào nó cứ clo, ít nhiều nó không còn. Hai á, là kim loại nặng, ngại nhất là kim loại nặng ở trong nước, vì nó sẽ có khoáng, tất nhiên là có kim loại nặng thì nó sẽ thay đổi tính chất của muối, lúc đó là muối mình có thể sử dụng không được.
không sử dụng được cho hồ nước mặn. Thành ra cái phương pháp mà xài nước nước máy để pha muối là không khuyến cáo. Còn muối hột như anh nói ha, để pha pha nước máy ha, vẫn có một số người người ta xài để nuôi hải sản này kia để mà gọi phương pháp ngắn hạn. Thì mình nghĩ là nó phương pháp ngắn hạn để mà tiết kiệm thôi, chứ còn không lâu dài được. Như, tại vì hải sản thì nó nói chung là nó sẽ được xử lý nhanh thôi. Cho nên là nó chỉ cần lưu trữ nó ngắn ngày thôi. Còn cái này là chơi đam mê, nó phải theo mình nó vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi em, những cái ống này á, những cái ống này nó gọi là về mặt chất liệu rồi nó có khác những cái ống mà bên nước ngọt không? Nước ngọt thì giờ có hai ống đi, mình phân biệt rõ đi, ống là ống Senkin và ống Bình Minh đi, PVC đi ha. Thì nó đều là chất liệu PVC hết. Nhưng mà có thể về độ dài của cái ống nó sẽ dài hơn, nó chắc hơn, nó bền hơn về ống Senkin. Thứ hai là cái ống này nó làm theo mẫu mã, nó làm rất là đẹp và cái giá trị của nó rất là cao. Nó sẽ tùy theo mình build cái những cái van những rất co hay là những cái van bi rất co thế nào thôi. Nó thể giá nó mắc, có thể gấp, mình nghĩ là nó phải gấp tầm gấp 4 đến gấp 6 lần. Cái này so với Bình Minh đó. Đúng rồi. 4 6 lần. Cái này mình cũng gọi là kết nối nhau bằng keo hết ha. Dạ đúng rồi, cũng vẫn dán bằng keo PVC. Thì ống Senkin nó giờ nó rất là phổ biến rồi. Giờ anh em chơi nước ngọt cũng chơi ống này nhiều lắm. Đúng rồi. Anh thấy build mấy hồ công nghệ cao, công nghệ mới rồi. Dạ đúng rồi, đi đường ống rồi. Dạ, đó thì là ống Senkin giờ phổ biến rồi, không phải nhiều xưa nữa. Cái có nghĩa là cái ống này nó xuất phát là từ cá nước cá biển, xong rồi anh đúng em rồi, cá ngọt rồi mới thấy đẹp quá mới đầu áp dụng qua. Vì do tại cái này như nó cái mình nghĩ là nó phổ biến ở nước biển mà rất là lâu rồi, vì cái này trào lưu bên châu Âu với bên Mỹ chứ không phải là bên mình. Đó thì người ta đã sử dụng những cái ống này cho những cái máy móc công nghệ cao, chẳng hạn như mới đang là ống Senkin thôi gì hết đó. Đó, mấy cái này cũng vậy, ống Senkin ha, thì nó cũng là ống Senkin thôi. Thì mình nghĩ là nó phổ biến do tại chất liệu nó sử dụng tốt, bền. Thứ hai nó là nó phù hợp cho nước mặn vì tốc độ ăn mòn nước mặn nữa. Đó, mình nghĩ là nó phổ biến là lý do là vậy. Còn anh em nước ngọt thì mới đây thấy vì mẫu mã nó đẹp, vì sang trọng, đó, thì nó khác lạ, thì người ta chuyển người ta xài. Anh nghe một số người nói là để hồ cá biển ở trong nhà thì nó bay hơi cái muối lên nó dễ làm hư cái trần này nọ, cái đó có mà sao anh thấy đây em vẫn còn đẹp quá, hay là tại hồ này mới build? Thì nếu mà về mình nói về nguyên lý khoa học đi chẳng hạn, nước bốc hơi chính là nước ngọt, thì muối nó nặng mà đâu bốc hơi được. Đúng rồi. Thì về nguyên lý thì tất nhiên thì có nước sẽ có bốc hơi rồi. Đó, thì cũng nên tránh đi những cái chỗ mà gọi là có máy móc công nghệ như tivi hay là những cái đồ điện tử ha. Nên tránh vì nó bốc hơi mà. Còn nếu mà về cái việc mà bốc hơi mà muối lên á thì theo mình nghĩ là nó cũng sẽ có ít nhiều chứ không phải là không có nha, nhưng mà mình nghĩ nó không đáng kể đâu. Thì chủ yếu lúc đó còn hơi nước lên thôi mà, thì đúng hơi không? Nước nó sẽ bay lên đó, muối giữ lại, nhưng mà mình nghĩ nó cũng sẽ có ít nhiều chứ còn nấu tuyệt đối thì không có gì tuyệt đối rồi. À, với lại cái nguyên lý mà bốc hơi nước cái đó thì anh nghĩ là cái hồ mình nó về cơ bản thì nó sẽ ngày càng mặn ra hết ta. Đúng rồi anh, nói chung là hầu như là độ mặn nó sẽ tăng lên chứ không có giảm xuống. Nên thành ra nhưng mà người ta vẫn bù nước là bù nước RO không? Để không bị mất cân bằng. Chứ giờ bù nước mặn vô thì nó sẽ mặn hơn nữa. Mặn hơn nữa. Thì các bạn ví dụ như trong đây là một cái có khối lượng nước như thế này ha, thì các bạn dưới biết là dưới tác động của nhiệt á thì hơi nước nó sẽ bay lên, thì cái lượng muối nó vẫn còn ở trong này, trong có một cái lượng nước ít hơn thì nó sẽ bị mặn hơn đó, cho nên là lâu lâu là người ta vẫn sẽ châm nước thêm vô và châm nước là nước nước RO chứ không có phải là thêm châm nước mà pha muối nữa ha. Ủa vậy nếu em bán muối vậy người ta bán muối là chủ yếu để build những cái hồ mới thôi? Muối là để mình thứ nhất build hồ mới, thứ hai là để mà thay nước, vì khi mà mình thay nước tức là mình hút một lượng nước ở trong hồ ra, mình bổ sung một lượng nước mới thì để mình vẫn là thay nước muối. Còn cái mà mình cái đó gọi là để cung cấp nước để không bị cháy bơm thôi, thì nếu mà khi mà nước bay lên bơm bắt đầu nó sẽ hụt, mình châm nước vào để sao để bơm nó không bị khô, không bị cháy. Nếu mà chúng ta thay nước á là chúng ta rút trực tiếp nước trong hồ này ra, thì đồng nghĩa là chúng ta sẽ rút vừa nước vừa muối ha. Còn nếu mà nó gọi là nó bay hơi tự nhiên á thì nó chỉ bay cái hơi nước lên thôi, muối nó vẫn còn giữ lại. Cần phải phân biệt hai cái điều này ha. Một cái thì vẫn sẽ, nếu mà mình hút nước để mình thay nước thì cái nước mình châm vô là vẫn pha muối. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà gọi là nó bị hụt nước á
do nước nó bay hơi thì chúng ta chỉ châm nước RO vô thôi, chứ không là cái độ mặn trong nước nó sẽ thay đổi, mà nó thay đổi một cái là những sinh vật bên trong là nó bị sốc liền, bị đúng stress rồi. Liền. Dạ, stress mà có thể là chết. À, rồi sẵn nói về vấn đề stress đồ này nọ thì đối với san hô và cá, những cái vấn đề bệnh tật dễ thường gặp nhất là như thế nào em? Bây giờ mình nói về cá trước đi. Ok. Thì cá nó có nhiều cái cấp độ để nuôi, có nghĩa là khó nuôi hay dễ nuôi, hay mức độ nuôi trung bình nó có hết. Thứ hai là xung đột loài, có nghĩa là cá nó vẫn có xung đột loài. Và đặc biệt cái điều đó rất là xảy ra thường xuyên trong hộ của mình. Thì nếu mà mình là người mới chơi thì mình nên chọn một cái shop cá có hiểu biết về cái vấn đề này để mình tránh thiệt hại cá của mình. Thứ nhất là mình chọn những con cá mình mới chơi thì chọn những cá dễ dàng thôi. Thì cá dễ dàng thì anh em thường thấy là cá Nemo, cá Thia, cá Sơn. Còn những con cá mà cấp độ khó hơn thì mấy dòng Tan, dòng Angel là thiên thần, hay là dòng Thia, dòng Antias cũng là một dòng Thia nhưng mà nó sẽ khó hơn. Còn những dòng dễ chơi là mó, cá Nemo, cá lâu phích, cá hè, rồi dòng Thia đó, dòng bóng, cá bóng thì nó sẽ có cấp độ về cái xung đột. Mình cái đó mình tìm hiểu là chắc chắn là anh em bán có kinh nghiệm, những cái shop có kinh nghiệm thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình. Thì những cái dòng hung dữ thì mình không nuôi giống chung, hay là những con dù có cùng loài nữa nhưng mà nó chỉ sống cặp, hay là thì mình cũng chỉ nuôi được cặp thôi chứ không có thể nuôi được số lượng nhiều hay số lẻ số chẵng. Có những con nuôi được số lẻ, có những con nuôi được số chẵng. Rồi có những con là con này thả trước, ví dụ những đặc biệt là dùng Tan chẳng hạn đi, nó sẽ có cấp độ con nào thả trước con nào thả sau. Thì thả trước là coi như ma cũ rồi, thì nó sẽ cái con những con mà mức độ mà dữ quá thì nó sẽ thả sau cùng. Những con mà mức độ dữ trung bình đó thì nó sẽ thả đầu tiên. Nó sẽ phân cấp phân tầng. Trong hồ cá nước mặn thì lưu ý của mình á, thì về cái bố cục á, mình sắp xếp gần như giống tự nhiên thì càng tốt, để nhiều hang, nhiều hốc để mà cá nó trú ẩn để nó giảm stress. Thứ hai á, là bố trí bố cục là phải có nhiều cái khe để mà tạo ra dòng chảy, nó nghĩa dòng chảy nó đi hết được, nó không bị điểm tù điểm chết để mà bị những cái thức ăn thừa. Rồi về vấn đề mà thật sự kích thước càng lớn thì nuôi càng dễ. Về cái hồ của mình thì mình cũng nên biết con cá mình sống ở một cái thể tích như thế nào. Ví dụ những dòng Tan thì nó ở những cái hồ khoảng tầm 400 lít đổ lên thì mình chỉ nuôi nhốt được trong khoảng thời gian khoảng không gian đó, thể tích đó, để cho đỡ stress với lại nó sống được lâu. Những con mà có thể mình tìm hiểu những con như vừa chẳng hạn như con Nemo thì nó dễ, chỉ cần kích thước khoảng tầm 20 gallon Mỹ hay khoảng tầm 80 lít thì nuôi được nó rồi. Ví dụ mình những cái con đó nó có những thông số cơ bản hết. Nếu mình muốn cần tìm hiểu chuyên sâu thì mình phải liên hệ tới shop có uy tín, hiểu biết. Thì con cá hoặc là con cá khi nó bị stress thì phản ứng nó như thế nào ta? Đó thì cái mà chú trọng nhất là do tại mình nuôi cộng đồng của mình thì nó thành ra con cá nó sẽ xung đột loài, nó stress. Nó sẽ bị lên một cái bệnh gọi là bệnh nấm, bệnh phổ biến ở cá nước mặn, và bệnh này tương đối là khó trị. Đó thì thành ra mình thả những con cá thì mình nên chú ý về việc xung đột loài. Nếu mà bị bệnh nấm thì rất khó chữa và tỷ lệ chết trong hồ mình rất là lớn. Đó thì mình lưu ý cho các bạn mà chơi cá biển ha, thì những con cá mà thường những con cá mà mới vô hồ thì mình nên nhốt dưới sâm dưới lọc á, thì để cho nó thời gian nó sống, nó ăn uống tốt ở dưới cái hồ đó, dưới hộp lọc của mình đã. Thì sau đó mình mới chuyển nó lên hồ chính và mình xem trong hồ mình có con nào hung dữ với nó không. Thì mình trước khi mình thả nó vô thì mình phải bắt cái con kia ra. Đó, mình nhấu xuống lọc lại, mình thả nó trước nếu là thứ tự ưu tiên của nó vậy. Hai là mình tập làm quen nó trong một cái lồng nuôi nhốt nhỏ, cái bót nhỏ trên hồ. Và đặc biệt con cá mới mình là con cá phải ăn uống tốt rồi khỏe mạnh thì mình mới thả trong hồ, để sao để nó cạnh tranh được với những con cá cũ mình. Chứ không, nó không cạnh tranh được, cái vô đó nó bỏ ăn chẳng hạn đi thì nó chết, thì nó lên bệnh lên nấm thì rất là khó trị nha. Mà cái nấm á, nó nguy hiểm một cái là nó sẽ lây nguyên hồ luôn. Đúng rồi, thì cái đó thì thật sự nó là một cái dạng như bệnh phổ biến ở cá nước mặn và nó không kiểm soát được. Có nghĩa là nó tồn tại song song với con cá mình luôn. Chỉ cần con cá mình đảm bảo được yếu tố này, ít xung đột này,
ăn uống tốt, khỏe, mình cung cấp thêm nhiều thức ăn có vitamin hoặc dầu tỏi thì con cá mình nó dầu sẽ... tỏi hả? À, đúng rồi, vitamin và dầu tỏi, nói chung là trộn thức ăn cho nó ăn á, tăng sức đề kháng á. Thì con cá mình nó là nó sẽ sống song song với nấm và nấm không có thể tấn công được nó. Còn nếu mà mình tạo điều kiện cho nó cho nấm nó phát triển, là ví dụ cá stress nè, cá bỏ ăn nè, cá bệnh thì con nấm nó mới có khả năng nó tấn công và nó lây lan thành dịch trong hồ. Nếu mà khi bị dịch này rất là khó trị nha. Hiểu rồi. Có nghĩa là trong cái môi trường này á, là con cá và nấm nó đang sống chung với nhau nè. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà con cá nó khỏe mạnh, nó không bị stress thì sức, có nghĩa là tạm hiểu là sức đề kháng nó tốt á, thì con nấm nó không tấn công được. Nhưng mà sức đề kháng nó bị suy giảm do bị stress, do này do nọ là nấm nó sẽ tấn công vô được. Dạ đúng rồi, có nghĩa là cái nấm là cái đó là cái nó mình kinh nghiệm và cũng như là cái này là thông tin phổ biến ở bên nước ngoài rồi, chứ không phải ở Việt Nam mình mới biết đây chẳng hạn đây. Thì nó đã phổ biến rất là lâu rồi, có nghĩa là nó tồn tại, nó trong hồ nó không bị biến mất nha. Nó tồn tại, lúc nào nó có cơ hội nó lại nó bám con cá mình thôi. Đó, mình chủ yếu mình nuôi dưỡng những cá mình nó sức đề kháng tốt thì cá nó luôn sạch sẽ. Và chú ý là thả cá mới. Đây là những cái hộp lọc mà em nói là những con cá mà mới thì mình nên nuôi trong này trước đúng không? Đúng rồi, mình thấy nuôi đây này, nó làm sẵn luôn cái này chỗ này để dưỡng những cá mới. Để dưỡng cá mới trong này luôn á hả? Khi nào mà khỏe mạnh. Có nghĩa là đây nó cũng chung cái nguồn nước trên đây rồi, nhưng mà đây nó riêng lẻ thôi để cho nó tự tin từ Có nghĩa là con cá đó nó được đảm bảo là việc về ăn uống và khỏe mạnh. Nó sẽ cạnh tranh được với những con cá cũ thì mình có thể mình thả trực tiếp trong hồ thì ok hơn, hoặc là phương pháp khác là anh em tìm những con cá người ta nuôi thuần rồi trong hồ 5 tháng 3 tháng rồi đó thì mình thả vô mình tự tin hơn. Nhưng mà cũng một số trường hợp cũng bị banh hồ là do tại mình tự tin quá. Là có nghĩa là mình vẫn cho nó tập làm quen cái hồ mình trước. Với lại thứ tự thả mình cũng nên ưu tiên con nào á. Chứ còn không mình cứ thả đại vô là bắt đầu sẽ có những sự cố là lúc đó mình không kiểm soát được. Cũng hay quá, nhiều vấn đề cần phải chú ý các bạn. Ngay cả việc thả con cá các chúng ta cũng phải chú ý là con nào giữ thì sẽ thả sau cùng. Đúng rồi. Con nào hiền thì thả vô trước để cho giống như là nó lấy cái độ tự tin, còn cái con dữ thì nó đã quá tự tin rồi cho nên là thả nó vô sau cùng để cho nó gọi là nó khép lại chút xíu, chứ còn nó tự tin quá nó ăn hiếp người ta. Nếu mà xui á, lỡ mà con cá nó bị bệnh nấm á, thì cái hướng xử lý của mình là như thế nào em? Nếu mà những con cá mà mình thấy phát hiện nó bị nấm bị ít liền á thì phương pháp mà được nhiều người sử dụng nhất đó là cách ly. Cách ly nghĩa là cái nghĩa bắt con cá nó ra một cái hồ riêng, mình bắt buộc mình phải có một cái hồ riêng để mình cách ly nó ra ha. Sau đó trong thời gian cách ly đó từ 4 tuần đến 6 đến 8 tuần tầm tháng đến 2 tháng á, con cá đó mình môi trường nuôi nhốt mình tốt, mình xử lý nấm thuốc này kia trong hồ đó ok rồi, mình thấy thả lại cái hồ cũ mình ha. Thì đó là một phương pháp, trong một những phương pháp gọi là cách ly. Còn hiện tại có những cái thuốc đánh trực tiếp trong hồ của mình cũng có, là nghĩa là sẽ giữ cho cái hồ mình luôn luôn là cái mầm móng của bệnh nấm á là thấp nhất, thì cũng có những thuốc xử lý như vậy. Nhưng mà mình nghĩ phương pháp mà như vậy là cũng không hiệu quả mấy đó. Cũng hơi mạo hiểm ha. Đúng rồi. Nguyên cả một cái cộng đồng này lỡ có vấn đề gì thà là mình tách riêng đó mình dễ xử lý hơn. Thì phương pháp mà anh em thường chuộng là mình nói là có nghĩa là làm hồ cách ly. Làm hồ cách ly và nó có những cái thuốc ha. Có những cái thuốc cho hỗ trợ luôn. Đúng rồi, có những thuốc hỗ trợ, ví dụ bằng cho ăn, phương pháp cho ăn hay là phương pháp tắm, hay là phương tắm. Pháp tắm, đúng rồi, tắm thuốc để mà tẩy đi nấm, hoặc là phương pháp một phương pháp đơn giản nhất mà chắc có thể là nhiều người, nhiều anh newbie không biết, đó là phương pháp tắm nước RO cũng là một phương pháp giảm nấm đó. Nhưng mà phương pháp đó hơi bị cực, và phương pháp đó phải tắm mà mỗi ngày rồi sau đó phải thay nước trong hồ thì để nó rụng bớt cái nấm. Cái nước đó là không có pha muối gì vô, tắm nước ngọt đó, vì nấm đó nó sẽ bị chết ở trong môi trường nước ngọt. Nhưng mà con cá biển của mình khi mình bỏ hơi trong cái nước ngọt á thì mình ban đầu mình nghĩ là nó sẽ bị chết, nó chết, nhưng mà thực tế nó không chết, nó sẽ sống sót ở trong đó lên đến 10 phút trong môi trường nước ngọt, nên thành ra mình cứ bỏ ở trong đó đến 1 đến 2 phút mình, nhưng mà nhớ sử oxy đó, thì nó vẫn sống bình thường. Rồi là con coi như nấm. Là cái sức chịu đựng của con cá nó sẽ tốt hơn cái nấm các bạn. Nấm sẽ rơi ra. Trong vòng khoảng chừng 10 phút thì con cá nước mặn nó sẽ chịu được trong cái nước ngọt. Nhưng mà cái con nấm thì nó không chịu nổi. Cho nên nó sẽ rớt ra trước. Thì chúng ta cho con cá nó tắm trong nước RO 1 đến 2 phút.
Vậy đúng rồi, sục oxy cho nó thở phụ. Tại nó bị ngợp đúng không? Dạ đúng rồi. Xong đồng phải thả qua nước mặn lại. Dạ đúng rồi, mình thả vô trong hồ cách ly lại. Mỗi ngày đều phải đúng làm. Đúng rồi, mình làm phương pháp đó khoảng tầm tuần lễ là cá mình sẽ giảm nấm. Đó, sau đó là mình cứ nuôi cho ăn ở trong cái hồ cách ly đó khoảng tầm 4-6 tuần để thật sự là nấm của nó hết hoàn toàn. Nó rụng xuống hoặc là nó hết hoàn toàn đi thì mình mới thả lại hồ chính của mình. Đây là một cái kinh nghiệm cũng như là những cái chia sẻ rất là quý báu dành cho anh em newbie luôn nha. Thank you em rất nhiều chia sẻ với mọi người. Thì mọi người sẽ coi như là cũng có biết cái hướng để mà xử lý. Có thắc mắc gì cứ nhắn tiếp cho Hưng ha. Còn những cái thuốc mà để nhỏ trong đó là nó có sản phẩm hết hả? Sản phẩm nó cũng của nước ngoài đâu hết không hả? Dạ đúng rồi. Nói chung có sản phẩm chỉ nấm thì hiện tại trên thị trường bán rất là nhiều. Đó. Thì phương pháp mà anh em newbie đã tiết kiệm nhất á, mà nhưng mà hơi tốn thời gian hay chịu khó thì là tắm nước ngọt. Là phương pháp đó nghĩ là phương pháp hiệu quả nhất mà ok nhất đó. Hiệu quả nhất luôn. Đúng rồi, nếu mà chịu khó nhưng mà nó thành là phương pháp bữa nào cũng phải bắt con cá ra tắm. Đó là sao bỏ trong hồ mình buộc hồ mình phải thay nước nha. Đó, chứ không phải có nghĩa là nên sử dụng lúc đó nên sử dụng nước đã cycle rồi hoặc là nước biển tươi cũng được. Đó, thì có nghĩa là phương pháp tắm nước ngọt và thay nước. Ủa nhưng mà cái giờ anh cho con cá nó tắm nước ngọt rồi. Xong rồi anh bỏ vô cái hồ nước mặn, cái hồ riêng để mà chữa bệnh. Đúng rồi. Xong rồi sau đó phải thay cái nước muối đó đúng luôn. Rồi, phải thay luôn. Thành ra cái hồ cách ly nó rất là nhỏ, hồ cách ly nó khoảng tầm mười mấy, 20 lít rất là nhỏ để mình tiện thay nước. Rồi em ví dụ con cá bệnh này nè là anh em sẽ điều trị qua tự mình tìm hiểu kết hợp với là những cái thuốc men có bán trên thị trường, chứ còn Việt Nam mình mấy cái gọi là thú y về cá là chắc đâu có hả? Bệnh viện về cá rồi này là chắc đâu có đâu. Đúng rồi, hiện tại không có bệnh viện về cá nước mặn. Nước ngoài chắc có hả? Nói chung là nó là một cái dạng như là mình không có, có nghĩa là mình không chắc chắn được đó, vì không chắc chắn được thành ra mình không ở đó để đảm bảo được cho anh em, thì thành ra là tiệm nào không dám đứng ra làm đó. Vì nó rất là nhạy cảm, cá nước mặn rất nhạy cảm. Coi như là mình chỉ học hỏi từ những cái rồi chia sẻ lại đồ này nọ thứ thôi. Nói chung là vẫn thì cái nào nó cũng có cái độ hên xui trong đó chứ đâu có gì chắc chắn đó. Mà tỷ lệ thành công của nó không nhiều, không cao luôn. Xui nhiều hơn hên. Thành ra là tỷ lệ thành công nó không nhiều, mình không cái dám đứng ra mình đảm bảo được cái gì. Còn đối với san hô thì biểu hiện chết của nó là như thế nào, rồi hướng điều trị khi có những cái bệnh thường gặp thì như thế nào? San hô thì nó có một số bệnh thường gặp á, là bệnh do tại những con người ta gọi là vi khuẩn, hoặc là hai là những con sâu, những con worm. Nó thường nó sẽ gây hại trên san hô. Ồ, có sâu trong này luôn? Có. Thì những con đó thì có cách điều trị. Một đó mình lấy ra mình đít. Đít có nghĩa là ngâm nhúng qua một cái dung dịch, gọi là dung dịch đó sẽ làm sạch san hô. Đó là dung dịch làm sạch san hô mình đít. Hai là mình kết hợp với thả những con sinh những con cá gọi là thiên địch của nó, thường là những con cá dòng cá mó sẽ là thiên địch của những con sâu. Nó vô nó ăn mấy con sâu luôn. Đúng rồi, hồ mình cũng thả một hai con cá mó. Đâu cá mó là con nào ta? Cá mó là con cá màu vàng vàng. Cá với lại con có mó mó vịt này, dài này đó. Con này gọi là sát thủ diệt sâu. Nãy giờ anh cứ thấy nó lủi vô san hô nó búp. Thì đó là cách gọi là cách chữa trị cho san hô, nói chung cấp cứu san hô. Những san hô nó bị nhiễm trùng thì mình sẽ đít bị sâu bệnh thì nó chỉ dạy san hô chỉ có hai cái đó là bị sâu bệnh thôi. Còn nếu mà san hô mà bị sốc nhiệt, sốc độ mặn thì cái đó là mình nghĩ là nên tìm một cái hồ có độ mặn tương tự mình gửi thì ok hơn. Vì lúc đó mình không xử lý được. Cái sức phát triển của san hô nó mạnh hả? Dạ đúng rồi, nếu mà san hô mình nuôi nhốt tốt thì cho cung cấp đầy đủ thức ăn với lại khoáng chất thì nó phát triển bình thường. Nó sinh sản tốt. Anh thấy là em cho san hô ăn rồi, còn đối với cá biển thì mình cho ăn gì ta? Cá biển thì nó có nhiều thức ăn, nó có thức ăn dạng hạt, dạng lá. Dạng hạt thì em giới thiệu luôn. Đây là hãng của Thái Lan này, Nutrien này. Đây là dạng hạt, dạng viên. Đây là dạng lá là dạng mảnh. Đó. Thì đây là của Nutrien, còn không thì nó sẽ có của Hikari của Nhật Bản thì nó cũng là dạng hạt thôi. Thì bên kia có Chobit Marine thì nó cũng có sản phẩm cho cá ăn, là cái này dạng hạt này. Đó. Thì nó có nhiều sản phẩm lắm. Thì đây cá mình, đây mình cho ăn dạng hạt. Đây thì đây, cá nó sẽ thấy đồ ăn nó sẽ tới luôn. Ok. Đó. Đây này. Ồ, lành chưa?
Một ngày em cũng cho ăn một lần. Cá thì nó cá biển nó ăn rất là nhiều, lần trong ngày. Mình cố gắng mình cho ăn được nhiều lần ha, tầm 3 lần trở lên. Nhưng mà mỗi lần á mình chỉ cho ăn vừa phải thôi. Thà ít thiếu đừng thừa. Thì thừa nó sẽ rớt xuống dưới nền và giúp lúc đó là sẽ trở thành chất độc. Có một cái nguyên lý mà mình tìm hiểu từ nhiều bộ môn khác nhau đời sống là thiếu thì nó ít gặp vấn đề hơn là dư, đúng không? Thường thường thiếu thì nó không sao hết ha. Ví dụ cây mà có tưới hơi thiếu nước chút xíu thì nó giống như nó ngừng phát triển lại, nhưng mà dư nước là uống rễ chết ha. Con người mà hơi đói đói chút không sao, nhưng mà ăn no quá nhiều khi cũng chết ha. Mập bệnh đủ thứ chuyện á ha. Cho nên là có nguyên tắc là thà thiếu, thiếu chút đỉnh ha, chứ thiếu quá cũng đuối lắm. Thiếu chút đỉnh đỡ hơn là no ứ hự. Theo cái dự kiến của em, cái hồ này thì khoảng bao nhiêu tháng nữa là chín mùi ta? Này chắc em nghĩ nó cũng lâu, khoảng tầm 6 đến 8 tháng nữa. 6 đến 8 tháng nữa là đẹp. Thì em mới lên tương đối được 70-80%. 6 đến 8 tháng nữa mình qua mình review tiếp. Coi nó đẹp sao. Em có định tích hợp thêm cái gì vô đây nữa không? Hay là như đây là đủ rồi, bây giờ chỉ dưỡng lên thôi. Thì cái này thì mình hiện tại mình những cái máy gọi là cái máy mà đo đạt mà tự động đó thì mình vẫn chưa có. Thì nếu mà thời gian nữa sắp tới thì nếu mình cũng có ý định sẽ sắm những cái đó, vì những cái đó thì nó quản lý cho mình cách tự động luôn. Hình như mình nói chuyện với Huân nãy giờ mình thấy là bên cá biển còn máy và nữa. cụ thể là ở đây là của Sài Gòn Marine Aquarium, và cụ thể là Huân thì khi mình hỏi là có tính nâng cấp gì thêm cái hồ này không á, thì trong đầu mình nghĩ là những cái mềm, những cái san hô, con cá rồi trong này. Nhưng mà Hưng thì trả lời với mình là sẽ sắm thêm cái máy này máy kia, hình như là cái gọi là độ á, dùng từ độ. Nếu mà bên cá biển mà cụ thể là em, nếu mà độ là em độ về trang thiết bị đúng không, chứ còn đối với sinh vật như đây đối với em là đủ rồi đúng không? Chưa có nghĩa là mình sinh vật của mình vì nó thời gian dài nữa. Đó, nhưng mà nếu mà để mình gọi là cái thời gian chăm sóc mình ít đi á, với lại mình quản lý tốt hơn á, thì nó sẽ có những cái máy hỗ trợ khác. Thì còn cái chuyện mình hỗ trợ máy để hỗ trợ để nuôi sinh vật thì sinh vật tất nhiên mình phải bổ sung rồi. Nhưng mà mình thì mình muốn chậm rãi từ từ đó, thì có nghĩa là có thể là thời gian dài tầm 6 tháng đến 1 năm. Thì với lại mình cũng muốn tìm thêm sưu tầm á, thì nó không, cái này nó không có tức thời. Nghĩa là ví dụ như mình muốn kiếm cái con cá đó hoặc là cái cây đó thì phải tìm được cái đẹp là nó khó, chứ không phải là dễ, đúng không? Như vậy. Em tính vô thêm máy gì nữa? Nãy em nói em tính vô thêm máy. Vì ở đây em còn thiếu một cái máy Doxy. Doxy. Máy Doxy với máy kiểm soát ca hát. Ca hát hả? Đúng rồi, cái nghĩa là độ kìm á. Độ kìm, ca hát á. Nói mình tưởng là ca hát, tưởng là hát hò thôi. Mình ướp mà. Ở đây vẫn thiếu vì cái máy sẽ thiếu, và một cái máy test nữa, một cái máy test tự động nữa. Thì nó cũng khá khá đó. Quá hiện đại luôn, coi như là nói chung là cái sở thích của em là em muốn kiểm soát hết tất cả những cái thông số trong cái hồ này. Dạ, để rồi. Em hiểu rõ hơn cái sự phát triển, đúng không? Đúng rồi, nói chung là khi mà anh chơi nước mặn vậy thôi, thì nếu mà anh chơi thời gian dài thì anh muốn mọi thứ nó hoàn hảo, nó tự động, nó ít sự can thiệp của mình đó. Thì đó, một thời gian dài thì ai cũng muốn, và đó là khao khát, đó là ước mơ, là cái điểm đến của mỗi em chơi cá thôi, chứ không phải là riêng em. Hay quá các bạn. Hay quá. Mà cái người mà sản xuất ra mấy cái máy, mấy trang thiết bị còn hay hơn, coi như không thể thiếu nó luôn, đúng không? Kiểm soát một cái đó là nói chung là mình thật sự cái đó là có càng tốt, thì không có thì sẽ test bằng những cái bộ test bằng tay thôi, vẫn có nha. Nhưng mà nói chung là sự thích thú của anh em chơi cá thì anh nào cũng muốn sở hữu những cái máy tốt nhất hay là những công nghệ cao. Đó, mình nói chung là nó cũng là một cái gọi là sưu tầm cá nhân. Sướng chứ, đúng không? Sử dụng được cái máy mà nó hiện đại, nó bổ trợ được hết thì cái cảm giác nó rất là tự tin. Đúng rất rồi. Là sướng. Thì nghĩa là mình kiểm soát được hết thì mình biết, thì mình tự tin rồi, mình thấy khoái trong người rồi. Nghe nụ cười là thấy sảng khoái. Đây là những cái
Đây cũng là một cái nói gì em? Cái sản phẩm này đang sắp về Việt Nam, chắc khoảng tầm trong vòng tuần lễ đến 2 tuần nữa thì bên mình sẽ về cái máy này. Thì một cái máy này mới, nếu mà cái máy này nhập cho Việt Nam là máy đầu tiên, những máy đầu tiên luôn. Máy là của Rexy phát triển. Thì cái máy là máy là màng cuốn, máy lọc màng cuốn tự động. Máy lọc màng cuốn tự động. Dạ, của Rexy. Cái này nói chung là máy, một máy rất thông minh. Và được rất nhiều anh em mong chờ. Hiện tại chưa về Việt Nam nhưng mà mình được đặt hàng tới 5 cái rồi. Cái này là, tóm lại cái này là cái máy lọc. Đúng rồi, nhưng mà nó sẽ thay thế mình lọc thô bằng cách là mình đi giặt bông lọc. Nói chung là khi mà người ta chơi sướng quá rồi thì người ta không có muốn cực khổ nữa, người ta không muốn là như đây là lấy tắc lọc ra giặt vũ bằng tay chẳng hạn đi. Thì cái này nó sẽ giúp mình tự động hóa cái việc mà nước lọc thô nha, mới cái phần lọc thô thôi, thay vì mình lọc thô như thế này ha. Mình cuối tuần mình phải ra giặt vũ này kia, còn cái máy này nó tự cuốn hết màng tới vô mình đẩy cái màng cuốn sơ khác rồi xong. Đây là cái màn cuốn em nói hả? Dạ đúng rồi, cái nó máy... y với cuộn lý vệ sinh. Dạ y chang đó. Có nghĩa là dơ thì nó sẽ tự thải cái đó đúng luôn. Đúng rồi, dơ nó sẽ tự chạy. Rồi nó sẽ có những cái cảnh báo riêng của nó này, hết màn cuốn là nước vô như thế nào, nước ra thế nào, và thông minh như thế nào đó, thì nó sẽ có những cái nó sử dụng app. Nó là một trong những sản phẩm ở Rexy phát triển. Và đây cũng là một sản phẩm khác của Rexy. Rexy nó quá nhiều sản phẩm hay ho ha. Như là nãy giờ anh coi như là nghe mà anh có biết như thế này là để chăm chất nè, đúng không? Đây là máy đô xin của nó đây. Máy đô xin người rất ưa chuộng này. Rồi đây là cái máy tạo sóng thông minh. Đây là đèn LED của nó phát triển ha. Thì đây là cái app của nó. Thì nó nói chung là nó đã được anh em chơi Việt Nam trải nghiệm những sản phẩm trước rồi. Chỉ còn cái này là đang chờ đợi nhất. Có nghĩa là cái này các bạn, nó không phải là nguyên cái máy lọc ha. Cái này nó chỉ thay thế cái chỗ lọc lọc thô ban đầu thôi, đúng không? Đó, những cái bên này là vẫn cần ha. Cái đó nó chỉ thay cái này thôi. Thì cái này coi như là cuối tuần đây chúng ta phải dùng tay, chúng ta rút cái bông lọc ra, chúng ta giặt xả mấy cái cặn bã. Đúng rồi. Thì cái này đó là nó có cái màng ở đây. Nó coi như là tới lúc dơ là tự nó chạy. Đúng rồi, nó bỏ cái màng đó. Dơ mình thay rồi màng mới thôi thì xong. Có nghĩa là cái máy này nó tự thay cho mình luôn? Không, cái nghĩa mình phải công tác mình là chỉ thay cái cuộn thôi, còn cái máy này nó tự nó lấy những cái dơ ha, rồi nó báo về, nó báo về mình, ví dụ giờ hết cuộn đó anh lấy cuộn khác anh đẩy vô xong. Như một cuộn này là xài được bao lâu ta? Cũng tùy theo trường hợp, tùy theo hồ sạch và hồ dơ nữa. Thì nó cũng lâu á, thì thông báo của hãng thì nó khoảng tầm 3 tháng, 2 đến 3 tháng. Cái việc của mình là chỉ 2-3 tháng sau thôi, nếu mà dơ hết cái cuộn giấy đó mình thay cuộn giấy đó là xong. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là nó tới cái trình mà giống như nhà thông minh vậy các bạn. Thì thay vì nhà thông minh tới đứng kéo màn cũng được, bọn này thích búng tay cái là tự nhiên màn nó kéo, búng tay cái nghe nhạc thì người chơi hồ cá biển là, đúng không, thích nó hiện đại và nó chỉnh chu và nó đảm bảo kỹ thuật như vậy mà không cần phải đụng tay ha, chỉ cần móc túi đưa tiền là có. Bây giờ cái mà chơi theo hồ cá biển giờ nó cái trường phái gọi là chơi thiết bị chơi đẳng cấp. Thật ra người ta mong muốn mọi thứ trong hồ của mình là tốt nhất, hiện đại nhất. Đó là cái này sắp về là chưa gì hết có 5 đơn đặt hàng rồi hả? Đúng rồi, thì cái máy này là một trong những máy đầu tiên về Việt Nam. Hay quá. Của Đức ha? Không, cái này của Rexy. Rexy hả? Rexy thì đang là thương hiệu như em nói là Israel. Dạ, đúng rồi, nhưng mà chuyển giao Mỹ rồi. Hay quá. Quá nhiều phụ kiện. Ok các bạn, buổi sáng hôm nay chúng ta đã khám phá về cá biển ha, về những cái phụ kiện cao cấp nhất để phục vụ cho cái công tác chơi chăm sóc hồ của anh em cá biển. Được Huân nghe Huân chia sẻ những cái kỹ thuật, những cái kiến thức về cái môi trường sống này ha, về cái cách nước, rồi chúng ta giống như hôm nay anh mới hiểu về cái khác nhau giữa cái nước biển và cái nước mà cái nước là pha muối chứ. Trước anh nghĩ là cái muối này giống như cái muối hột bình thường và người ta có thể pha nước, nói chung pha vô là thành nước biển á. Anh cứ nghĩ hình dung là nước biển người ta tách ra được hai phần, phần là nước thường với phần muối, xong rồi trộn chung vô là giống nhau. Thì nghe em giải thích là anh mới biết là nó khác nhau vậy. Và coi như là chúng ta tìm hiểu những cái trang thiết bị tối tân cũng như là cái chi phí để mà
có thể ráp lên một cái hồ như vậy để cho mọi người có một cái hình dung nó gọi là bước đầu đi, cơ bản đi ha. Xong rồi ai mà có hứng thú thì có thể ghé đây 601-604 cách mạng 8 phường mấy ta, phường 10, 15 quận 10, phường 15 quận 10 ha. Có thể gặp Huân hoặc là có thể inbox. Em có chắc cũng có website gì? Dạ, có đầy đủ ạ. Dạ. Em có thể giới thiệu website cho mọi người để ai có thể yêu thích cá biển rồi có thể nhắn tin nhờ em tư vấn đó này nọ. Mình có thể ghé fanpage Sài Gòn Marine Aquarium nha, để mình hỗ trợ cho. Ok. Đó, các bạn có thể comment bên dưới hoặc các bạn có thể vô trực tiếp cái fanpage là Sài Gòn Marine Aquarium. Thì ở trong đó là Huân sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn luôn. Ok các bạn, cảm ơn em rất là nhiều. Hôm nay đã chia sẻ với mọi người rất là nhiều cái thông tin rất là hay luôn. Ok, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Bye bye.